Gửi đến câu hỏi của một vị đồng tu đã gửi đến cho ban tổ chức, chúng con kính nhờ anh Quang Minh đọc giúp và chúng con kính mời thầy Thích Hạnh Phú chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Kính xin lão cư sĩ Diệu Âm cho con hỏi một câu. Khóa niệm Phật có niệm thêm chú A Di Đà chân ngôn theo như kinh niệm Phật Ba La Mật là phải hành như thế nào? Xin lão cư sĩ giảng dạy cho con ạ. Vì con nghe trong kinh nói là niệm thêm chú A Di Đà sẽ giúp tiêu diệt chướng ngại trên con đường tu hành và giúp mình tinh tấn hơn, phải không ạ? Con xin thành kính cảm niệm công đức của thầy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đọc chú A Di Đà cũng tiêu tài giải nặng. Chú Đại Bi cũng tiêu tai giải nặng, đọc kinh cũng tiêu tai giải nặng, tất cả đều để giải nặng cho mình. Nhưng giải nặng trong một đời này, đi về Tây Phương Cực Lạc, thì xin chư vị hãy nghiên cứu thẳng cái tông chỉ của Tịnh Độ Tông, thì chư vị sẽ hướng được cái là một báo thân này, vượt qua ách nạn của tai nạn để đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Còn đọc chú A Di Đà tốt chứ không xấu, nhưng đây thuộc về mật tông. Mong chư vị mới nhớ là tu pháp nào đi đúng một pháp thì đường đi sẽ thẳng tắc, còn mà đợi cho khi diệt hết nghiệp chướng rồi mới thành tựu khó lắm đấy nha chư vị. Trong kinh Phật nói, nếu mà nghiệp chướng chúng ta nó có hình tướng, nghĩa là thí dụ cái nghiệp này nó nhỏ bằng cái kim, cái nghiệp kia nhỏ bằng hạt mè, chỉ cần bằng hạt mè thôi mà Phật nói cái không trung này đã niêm chặt rồi đấy. Lực của chúng ta một đời này không đủ sức phá nghiệp. Chú của Phật rất là ví dụ, nhưng cái lực chúng ta không đủ, tâm chúng ta không thành, cho nên đọc chú lên chưa chắc gì đã phát được nghiệp. Nhưng người lòng thành đó mà niệm câu A Di Đà Phật thì được cái ơn huệ là vượt qua núi nghiệp, trở về Tây Phương, gọi là đới nghiệp vãng sanh. Mong chư vị lấy cái lòng thành này mà đới nghiệp vãng sanh. Đới nghiệp vãng sanh rồi ta có cái cách gọi là diệt nghiệp để cứu chúng sanh. Đây là cái hạnh của chư Phật đấy. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ.